Xin chào các bạn, mình là hãy phía trước mình đã có giới thiệu về chiếc cạp Sotax 0701T Extreme Edition này. Bây giờ mình sẽ gắn chiếc cạp này vào cái tay của mình để xem cái độ to lớn của nó như thế nào. Đây, mình sẽ dùng cái ghế nên mình sẽ lên. Hy vọng mình sẽ tập cho mình. Mình kiểm tra xem. Ok, hãy nắm ngay tầm quay của điện thoại. Đây, sẽ gắn cái cạp đó nha. Và cái case này mình đã gỡ sẵn hai cái tất kịch. Giờ mình sẽ gắn cái cạp này luôn, xem thử cái độ to nè của nó như thế nào. Khủng khiếp. Bình thường thì các cạp đồ họa chỉ chiếm hai cái khe PCI thôi. Tuy nhiên, cái cạp Sotax này cũng có đặc nhiệt rất là dày. Nó ra là chiếm tới 2.5 khe. Tức là bạn sẽ mất 3 khe PCI cho một chiếc cạp. Sẽ bắt off ra. Và chỉ cái vàng này là màu đỏ thì rất là hợp trong cái bộ case cái đỏ đen của mình. Tiếp theo màu vàng mình cũng không xem. Đây là điểm nhấn để case được phân chia. Thật là kinh khủng. Nghĩ ra mình nên bật chặt ốc này. Lâu dài không biết có bị căng cái bo chặt không nữa. Tệ hơn là nó không biết nó có làm hư luôn cái PCI Express 16 của mình hay không. Sẽ bằng chặt. Ok. Như mình đã nói thì cái cạp này dùng hai cái bọt tắm đi. Chiếc cạp này thì ban đầu mình lắp một chiếc AMD R9 270 thì nó nhỏ nên là đi thẳng lên nó sẽ không bị thừa cái đoạn dây rất xấu. Tuy chiếc cạp này quá dài, cái kia mình cộng đi dây đây, mình chuyển đi dây bên hông này sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ xong phần lắp ráp. Bây giờ mình sẽ đưa camera lại cận cảnh để quay linh kiện của cái case của mình và đồng thời nói lên lý do tại sao mình chọn cái case này. Cũng như những kiện đó. Đèn led báo hiệu